Theo đó, vào thời điểm trên, tại quốc lộ 2 thuộc địa bàn huyện Bắc Quang, Hà Giang, xảy ra một vụ va chạm cực mạnh giữa hai xe máy di chuyển tốc độ cao. Đáng chú ý, trên hai xe máy lúc này chở đến 6 người. Thông tin ban đầu tại hiện trường, các nạn nhân đều ở độ tuổi thanh thiếu niên. Vụ tai nạn đã khiến cả 6 người thương vong. Bước đầu xác định có 3 người tử vong tại chỗ, 3 người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường. Hiện Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Giang đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.